Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Khối không khí lạnh suy yếu đi, trường gió đông bắc trên các vùng biển tiếp tục suy giảm về cường độ. Đối với các vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ trở vào đến tận Ninh Thuận, gió đông bắc chỉ hoạt động với cường độ từ cấp 3 đến cấp 4. Sóng cũng không quá cao, đều dưới 1,5m, không gây ra tình trạng biển động. Thời tiết nhìn chung là không gây cản trở gì nhiều cho các hoạt động khai thác và đánh bắt của bà con ngư dân. Ngay cả trên khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió cũng không còn hoạt động mạnh nữa mà chỉ phổ biến ở mức cấp 5. Do vậy mà biển đã dần trở lại với trạng thái bình thường. Tuy nhiên, vào lúc này, ở phía bắc khu vực Nam Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Đến khoảng chiều tối nay thì nó sẽ ảnh hưởng đến thời tiết biển cũng như là trên đất liền của nước ta. Dưới tác động của không khí lạnh từ chiều nay, gió trên khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ hoạt động mạnh dần lên ở mức cấp 5. Đến tối và đêm nay sẽ còn mạnh lên mức cấp 6. Vùng gió mạnh này được dự báo sẽ còn tiếp tục mở rộng sang đến khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa và xuống dưới cả vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau trong ngày 20 tháng 2. Do vậy, các tàu thuyền khi hoạt động trên các vùng biển này cần hết sức lưu ý, vì với cường độ gió mạnh này sẽ làm cho sóng biển dâng cao tới 2-3m và kèm theo đó là tình trạng biển động sẽ tương đối nguy hiểm đối với mọi hoạt động của tàu thuyền. Tiếp theo sẽ là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, dưới tác động của không khí lạnh tăng cường thì gió đông bắc trên vùng biển này từ chiều nay sẽ hoạt động mạnh dần lên mức cấp 5, sau đó đến tối và đêm sẽ mạnh lên mức cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển có thể lên tới 2-3m khiến cho biển động. Kèm theo đó là những cơn mưa nhỏ làm cho tầm nhìn xa bị suy giảm xuống chỉ còn từ 4-10 km. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, từ chiều nay thì ở vùng biển này sẽ có gió đông bắc mạnh lên cấp 4, cấp 5 và cường độ gió mạnh cấp 6 ở đây sẽ không kéo dài, chỉ là có lúc mạnh cấp 6 và cấp độ gió giật cũng nhỏ hơn ở mức cấp 7 và sóng biển thì cũng thấp hơn từ 1,75 đến 2,5m. Xuôi xuống vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, trong đêm nay, gió đông bắc vẫn chỉ hoạt động ở mức cấp 3, cấp 4. Nhưng sang đến ngày mai, khi một khối khí lạnh còn dồn sâu xuống nơi đây, thì cường độ gió cũng sẽ hoạt động mạnh dần lên, duy trì ở mức cấp 5, nên cũng gây ra tình trạng biển động nhẹ. Ngoài ra, từ ngày mai, tình trạng mưa dông trên khu vực cũng được dự báo sẽ tăng lên mức rải rác tại khu vực ven bờ. Tầm nhìn xa vì thế giảm xuống chỉ còn từ 4-10 km trong mưa, sẽ gây cản trở đến các hoạt động của tàu thuyền. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý sẽ tiếp tục có gió đông bắc thổi đều với cường độ là cấp 4, cấp 5. Nhưng đến khoảng chiều mai, gió ở nơi đây sẽ mạnh lên đôi chút, sóng biển vì thế dao động trên dưới 2m và biển cũng hơi động. Do vậy, bà con ngư dân cũng như là tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này cần hết sức lưu ý. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, đến khoảng chiều mai trở đi thì gió đông bắc của khí lạnh tăng cường sẽ lan truyền tới, nên gió ở vùng biển này sẽ hoạt động với cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển vì thế khá cao, dao động trong khoảng từ 2,5 đến 3,5m khiến cho biển động trở lại. Chuyển sang vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Gió tây vùng biển phía tây này thịnh hành theo hướng đông bắc đến đông với cường độ vào khoảng cấp 4. Tình trạng biển cũng khá êm ả. Mưa rào và dông cũng chỉ xảy ra ở một vài nơi, nên tầm nhìn xa khá thoáng nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động trên biển của bà con ngư dân. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, thời tiết trên biển thuận lợi, gió thổi nhẹ, trời ít mây và tầm nhìn xa thông thoáng, bà con ngư dân vẫn có thể yên tâm ra khơi đánh bắt trên vùng biển này. Chuyển ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Do cũng là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh, nên từ gần sáng và ngày mai, gió sẽ hoạt động với cường độ là cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Như vậy, từ ngày mai trở đi, thời tiết trên khu vực này sẽ chuyển xấu dần, sóng biển sẽ dâng khá cao. Do vậy, các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động tại đây cần lưu ý để có phương án di chuyển hợp lý để đảm bảo an toàn. Tại khu vực giữa Biển Đông, từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, vẫn tiếp tục có gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình yếu và biển cũng chỉ hơi động. Do vậy mà các tàu thuyền nhìn chung vẫn có thể hoạt động trên khu vực này. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Trường gió đông bắc trên khu vực này vẫn hoạt động với cường độ trung bình trong đêm nay và ngày mai, sóng biển thấp dưới 2m và không có biển động. Trên khu vực này đôi lúc vẫn còn tồn tại những đám mây dông gây mưa rào và dông ở một vài nơi. Tuy nhiên thì mưa chỉ xảy ra thoáng qua nên nhìn chung là sẽ ít gây trở ngại đến các hoạt động của tàu thuyền diễn ra trên biển. Tới đây thì bản tin thời tiết biển ngày 19 tháng 2 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!